Rồi xin chào các bạn ha. Thì bên mình tiếp tục chốt thêm con nè các bạn. Nói chung bữa nay ngày đẹp nên khách hàng mua quá trời từ sáng giờ luôn bạn ơi, không có kịp nghỉ tay luôn nha. Con này là Vision đời 2017 ha, khách hàng ngồi nè các bạn. Một khách hàng ngồi đây. Đây là mẹ của ảnh nè, mẹ anh đánh thanh toán trọng nè. Vô coi xe chạy một vòng mà lấy luôn. Bên mình thì mua xe phải chạy thử nha các bạn. Đó, bên mình cho chạy thoải mái ha. Mình mua xe mình chạy thử mình sẽ biết được xe chạy như thế nào và máy có êm hay không đâu mình mới quyết định cho các bạn. Vô coi thoải mái, chạy thử thoải mái nha các bạn. Đây Vision 2017 đã chốt đơn nha. Kỹ thuật sẽ gắn một cái thảm, tặng khách một cái thảm. Thảm Vision nha các bạn. Rồi cái kiến kiểu luôn ha. Con này ở đâu là 14.000 nha các bạn. Đó, xe còn cắn là keng luôn ha. Rồi đang nhám bản này bản đặc biệt của Vision hay các bạn. Xe rất là đẹp ha. Ở trong đây mình còn một con Vision nữa nha các bạn. Đây mình coi coi. Đây tay ga mình rất là nhiều luôn. Mình còn con Vision màu xanh nha các bạn nè. 29 triệu 2019 ha. Đời cao hơn một đời nha các bạn, 29, giá chỉ 29 triệu thôi. Đó, xe nữ nè. Đây, một dòng sơ bạn coi luôn. Đó mấy dòng xe này cho nữ chạy rất hợp hơn ha. Đây, thắc mắc này nãy giờ quay cũng nhiều rồi ha các bạn. Xe mình còn rất là nhiều dòng khác nữa. Từ xe số tới tay ga ha. Đó mình mới về được con Vision màu xanh đó nè. Từ từ mình sẽ lên miếng giá mình báo các bạn ha. Ở đây khách đang chuẩn bị thanh toán nè các bạn. Đó. Hình tầm hình tật hết nha các bạn. Rồi xe đã chuẩn bị xong, tí xíu nữa giao khách thôi ha các bạn. Bạn nào muốn mua dòng xe gì cứ liên hệ số gọi để phần mô tả nha các bạn. Có nhân viên tư vấn cho mình kỹ càng hết ha. Thì xe mình hiện tại á, hôm qua nay bán khá là nhiều, mình đang nhập về. Mình đang nhập về số lượng rất là lớn. Đây nhà xe mình hiện tại gần 100 chiếc rồi nha các bạn. Còn trong kho nữa các bạn. Ở ngoài này không mà cũng khoảng 80-90 chiếc rồi ha. Khá là nhiều luôn. Tôi cần xe gì cứ liên hệ số điện thoại nha các bạn. Rồi chào các bạn nha, xíu nữa mình có giao xe mình quay tiếp các bạn coi nha.